Chào mừng các em học sinh tham gia học trực tuyến môn âm nhạc lớp 2. Trước khi vào bài học, cô mời các con đứng lên. Chúng ta khởi động cùng bài Ram Sam Sam nào các con. Các con chuẩn bị nhé. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam. Các con có thực hiện kịp các động tác không nào? Cô mời các con ngồi xuống nhé. Mở đầu bài học hôm nay, các con quan sát và cho cô biết trong bức tranh có những hình ảnh nào. Các con nhìn ở phía xa có một ngôi trường tiểu học và các bạn đang nhanh chân bước tới trường. Ở gần đây thì có các em nhỏ hơn, có mẹ hoặc người lớn đi kèm. Các con nhìn những hình ảnh xung quanh. Trên con đường đến trường của các bạn nhỏ rất nhiều những cây cối đúng không nào? Bây giờ các con hãy nhớ lại, từ nhà đến trường của các con bắt gặp những cảnh vật nào? À, các con nghe được tiếng chim hót líu lo. Rồi các con còn bắt gặp những cơn gió thổi. Thỉnh thoảng các con lại thấy những cơn mưa. Hôm nay cô giới thiệu đến các con một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu. Tác giả miêu tả cảnh trên con đường đến trường của các bạn nhỏ. Bây giờ cô và các con cùng vào bài học nhé. Chủ đề 3. Vui bước tới trường. Tiết 2. Học hát trên con đường đến trường và nhạc cụ. Mục tiêu bài học. Các con hát được giai điệu, vỗ đẹp cho bài hát trên con đường đến trường. Qua bài hát, các con thêm yêu thiên nhiên và yêu môi trường sống. Các con được nghe giới thiệu và sử dụng nhạc cụ song loan gõ đệm cho bài hát. Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu. Ông sinh ngày 12 tháng 9 năm 1938 tại Hà Đông. Ông mất ngày 17 tháng 8 năm 2004. Thọ 67 tuổi. Năm 1956, ông là thủ khoa trường ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn. Năm 1961, ông là thủ khoa về hợp ca, ca trưởng ở trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn.
những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu như Buổi sáng nghe chim hót, Hai bà Trưng, Quê hương ta đó. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với bài hát Trên con đường đến trường của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu nào. Nhạc và lời Ngô Mạnh Thu. Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát, có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Trên con đường đến trường có con là con chim hót, nó hót làm sao. Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Bài hát này có tất cả 4 câu và cô chia câu như sau. Câu 1, từ đầu trên con đường cho tới xanh mát. Câu 2, tiếp theo có gió cho tới từng mùa. Câu 3, trên con đường tiếp theo cho tới chim hót. Và câu 4 là câu còn lại. Bây giờ chúng ta cùng vào tập hát từng câu nhé. Cô mời các con nghe giai điệu câu 1. Lần nữa hát câu 1 nhé. Các con nghe giai điệu câu 2 nào. 2, 1. Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Các con hát giai điệu câu 2 nhé. 2, 1. Một lần nữa, các con hát câu 2 nào. 2, 1. Bây giờ, các con sẽ nghe giai điệu câu 1 và câu 2 nhé. Cô mời các con hát câu 1 và câu 2 nào.
ta chuyển sang câu thứ ba. Cô mời các con nghe giai điệu. 1, 2. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Các con hát giai điệu câu ba nhé. 1, 2. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Các con hát câu ba một lần nữa nào. 1, 2. Cô mời các con nghe giai điệu câu 4. 2, 1. Nó ho, nó làm sao, bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Các con hát câu 4 nào. 2, 1. Nó ho, nó làm sao, bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Các con hát câu 4 một lần nữa nhé. 2, 1. Bây giờ, chúng ta sẽ nối câu 3 và câu 4. Cô mời các con nghe giai điệu. 1, 2. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Nó ho, nó làm sao, bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Cô mời các con hát nối câu 3 và câu 4 nào. 1, 2. Bây giờ, cô mời các con hát cả bài nhé. Nội dung bài hát. Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường đến trường của các bạn nhỏ. Bài hát nhắc các con biết bảo vệ môi trường, để mỗi ngày đến trường, con đường sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Trên tay cô đang cầm là nhạc cụ có tên là song loan. Song loan là nhạc cụ gõ của Việt Nam được làm bằng gỗ. Cách sử dụng song loan rất đơn giản. Các con dùng tay tác động vào cần, gõ xuống mặt gỗ tạo ra âm thanh. Song loan được dùng trong dàn nhạc, chèo, tuồng, dân ca của Việt Nam. Và rất lâu rồi, song loan còn được dùng làm nhạc cụ gõ, gõ đệm cho những bài hát trong chương trình tiểu học nữa đó các con. Với mẫu tiết tấu này, các con sẽ thực hiện đọc tiết tấu như sau. Ta ầm, ta ầm. Cô mời các con thực hiện nhé. Và các con sẽ sử dụng gõ song loan. Các con chú ý cô thực hiện nào. Ta ầm, ta ầm. Cô mời các con thực hiện nhé. Cách gõ tiết tấu như thế này, các con chú ý ở nhịp 2-4 chúng ta chỉ gõ ở phách 1 là phách mạnh. Đây gọi là cách gõ theo nhịp. Cô nhắc lại, ở nhịp 2-4, các con gõ ở phách thứ nhất gọi là gõ theo nhịp. Bây giờ, các con sẽ áp dụng cách gõ theo nhịp với nhạc cụ song loan này vào bài hát
trên con đường đến trường nhé. Cô mời các con đến với cách gõ song loan theo phách. Nếu như ở nhịp 2-4, các con gõ ở phách thứ nhất, gọi là gõ theo nhịp, thì cách gõ theo phách, các con sẽ gõ cả ở phách thứ hai nữa. Cô mời các con xem hướng dẫn nhé. Ở nhịp 2-4, các con sẽ thực hiện gõ theo phách như sau. Phách thứ nhất, các con sẽ gõ mạnh. Phách thứ hai, các con sẽ gõ nhẹ thôi. Ở nhịp 2-4, các con sẽ đọc tiết tấu và gõ nhạc cụ song loan như sau. Ta, 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 ta. Cô mời các con thực hiện nào. Bây giờ, chúng ta cùng gõ song loan với cách gõ theo phách áp dụng vào bài Trên con đường đến trường nhé. Các con hãy nêu cảm nhận của mình khi học xong bài hôm nay nhé. Các con học được gì? Bài học hôm nay, các con hát đúng giai điệu, gõ đẹp song loan cho bài hát Trên con đường đến trường. Qua bài hát, các con biết bảo vệ môi trường và thêm yêu cảnh đẹp thiên nhiên. Bài học của chúng ta tới đây là hết rồi. Các con cố gắng hát thuộc và gõ đệm cho bài hát Trên con đường đến trường. Các con tìm một vài động tác để vận động theo bài nữa nhé. Bây giờ, cô phải chào tạm biệt các con rồi. Cô chúc các con và cả gia đình giữ sức khỏe thật tốt nhé. Một lần nữa, cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào tiết học sau.